Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em hai công cụ mới. Một công cụ sẽ giúp anh em lấy các cái file, ok, và một công cụ giúp anh em combine file kép. Ví dụ ở đây mình có một cái thư mục như vậy, đúng không? Chúng ta muốn combine tất cả các loại file kép ở trong này, ok chứ? Rồi, chúng ta nhập vào DWG chẳng hạn. Đó, rồi, thì nó sẽ tự động lấy hết tất cả các tên file trong này. Tất nhiên chúng ta muốn đi sắp xếp hay chúng ta muốn làm cái gì đó là tùy. Anh em ok không? Rồi. Thì sau đó thì sao? Chúng ta chỉ việc sao? Đưa nó vào cái này. Rồi sau đó chúng ta bấm vào True. Thì nó sẽ tự động link tất cả các file kết đó cho chúng ta theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tất nhiên chúng ta muốn sắp xếp ABCF làm sao đó thì chúng ta sẽ đi sắp xếp. Ok không? Đó đây. Đó, đây là tất cả các cái file kết nó được link vào đây. Nhanh gọn đúng không ạ? Cực kỳ nhanh gọn luôn. Đó, ví dụ chúng ta muốn bấm vào phía bên này chẳng hạn, chúng ta muốn link chạy lại tiếp thì bấm chạy lại tiếp. Nó sẽ link cho chúng ta tiếp nêu cao đó, rất là nhanh đúng không, bấm xóa rồi chạy lại đó, chạy lại tiếp đó, rất là nhanh, nhanh gọn lẹ, ok, nhanh hơn autolip nhiều. Rồi, chào anh em.